Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em qua thăm mấy cái xà di nha các bạn. Xà di mình đặt hồi chiều hôm qua. Mấy anh em mới qua tới luôn. Khui. Gì? Không có con nào hết hả? Không có con nào, không được một con. Gì vậy? Cái đầu tiên chút quất rồi. Sao kỳ lắm kỳ ta. Sao hiểu kỳ ta. Để trên nó cũng để thùng ở trên này luôn cũng được. Cái đầu tiên chất quất mà hôm qua hứa hẹn kiếm chục ký gì kiểu này, kiếm 3 ký đi đúng không? Gung gung con một vậy? Con một bự. Bên đây dân lưới riết rồi muốn cạn cá rồi. Cá sát ở trong. Tình hình không sáng sủa. Đó. Bốn con. Bốn em. Rồi. Cái này bốn em. Đổi phong thủy lại bộ hình hình nha. Cá còn chạy giật giật luôn. Đây. Cái bên vậy nè, cái chạy cái không. Dương. Cá còn nhóc chân. Chạy rung rinh dạ. Chạy giật giả nè, kỳ. Chiến sao mình đổi mồi. Mưa nữa, mưa nữa. Cái này rung rung nè. Đó. Đó. 6 con. 2, 4, 6. Được. Cát chạy cái này thôi. Ui. Đó. Rồi. Nhóc rồi. Vô nha. Khúc lần này có các bạn ơi. Các bạn có cá à. Em à. Con làm, con làm. Cho giớm lại. Bà lấy lại ai vậy ta. Lấy lại những gì đó mất chứ. Nãy giờ đi. Bị thất thu nhiều rồi. Nguyên cái miếng đất là kia chất quốc các bạn ơi. Ui. Cui hàng. Đó. Ôi ôi. Vô rồi. Trong này. Khủng khủng. Vô rồi, trong này mới đã các bạn ơi. Có 20 con vậy. Ngon ngày lành. Sướng nha, sướng nha. Đổi tay con qua 2 rồi. Đã đó. Vị đi. Ít ra cũng vị chứ đâu mà khúc đằng kia chất quất quá trời luôn mà. Dạ có lấy lại những gì đó mất chứ. Ui. Ui. Ui ui ui. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi 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 cái này quá rồi. Ui. Cái này dữ lắm bạn ơi. Dữ lắm rồi. À. Nhiều con chân. Cá này có 20 trên 20. Có đó, có trên 20 đó. Cá nhỏ nhỏ nó không được bự không nha. Để coi coi không mà ta. Cá này mới sướng. Vô. Chứ dằn cái khúc này nó chét nhiều. Bụng dạo nha, nãy giờ mấy cái đó là bụng rồi nha. Đã được rồi. Rồi đó. Ôi một cái. Đấy, mấy cái đầu mà thấy quất quá. Tính là rồi. Tính đầu méo hả? Tính được xong. Cá nữa. Rung rinh. Đó. Rồi. 6 con. Rồi. Êm. Nào cũng đã chưa nha. Nào cũng im hết. Bụng gạo rồi đó. Coi coi cái thùng ơi. Chụp con cái liệm đó. Ừ. Rồi. Chí này nha. Rồi, qua miếng đất bên đây. Rung. Khui. Đó. Ba cũng còn. Rồi, vậy là miếng bển với miếng bên đây cũng ngon, sao miếng bên đây cá nhỏ quá ta? 2 4 6 con. À. Bên kia cá bự, bên đây cá nhỏ quá. Còn có lưới
chết mà con cá. Chết mà miếng chết á, mình cái miếng đầu tiên ta hy vọng miếng nó cá nhiều đó mà rút cục không có trời. Trong đó là vì dạy ăn lưới quá. Chứ sợ nó khu đó chắc nó xịt chụp nhiều quá. Cá nó nhát. Đó. Đó. Ồ, bự luôn à. Cá bự luôn. À. Vô. Lắm. Cá bành bành là ông luôn. Đó. Sướng nha. Quanh đây phong thủy tốt, quanh đây phong thủy tốt rồi. 2, 4, 6, 8, 9 con. Sướng nha. Ít ra cũng vậy chứ sao mà cái khu bên đó mà không có hồi nãy nó thấy rồi xong rồi. Ừ. Mà cái miếng mình hy vọng nữa chứ. Sướng nha, hay nha. Qua đây làm em à. Kinh nữa đây. Cái 5-7 con đều gan là được. Vậy? 2 con. Con bự con nhỏ. Còn con kìa. Cái là im ru. Cái này có cá cọc nè. Đó, có cá cọc tốt nhẹp luôn. Tốt nhẹp hay là mưa đêm hôm. Cái sợi dây có 2 con cá rồi, đang đổ có 1 con nó chừa lại 1 con nó không hay nữa trời. Ôi còn 2 con nè. Mới thấy ọc lên được thì tưởng nhiều. Cá bên đây không lớn hả? Ừ. Vô 2 cái mấy cá kia luôn, chạy nhiều nhiều, 2 cái này có 2 con, 2 con. Chụp sát gốc. Cá vô gốc giữa. Vô mé đặt cặp bờ ranh. Cặp bờ ranh nó dính mạnh hơn. Đâu? Quất luôn hả? Không đều ha. Không bằng ở trong lúa. Cây này cây nào cây nấy ốc bu vàng nó đeo trứng kìa, đỏ cây luôn. Ôi. Rung. Ôi. Rồi. Có rung đôi. Đó. Nhiều nha, cái này nhiều nha. Lâu khoảng cái nha. Cá chục con à. Rung đôi dở lên. Sướng nha. Chị mới mê con hay con. Chạy. Nhiều rồi đó nha. Còn chưa? Chưa được 2 ký, ký ngoài. Ký ngoài à. Quá thắt rồi. Vô đây cá nhiều cũng cá ít kìa. Đó. Rồi. Đó. 5-6 em. 5-6 con. 6 con. Chị mới đã. Cổ đồng 6 con gì nhiều. Cái cá này cũng chưa được lớn ha. Ừ. Chạy rung kinh. Bên đây quằng quá quằng, con khu này mà quá trời luôn. Còn khu một lớp thịt, lớp dân lưới. Mình phải kiếm dùng khác đây. Đổi đó. Dùng.
Rồi. Xịt với lưới quá nhiều. Mỗi lưới bên này mình bắt không là mấy chục ký cá rồi, còn gì. Mình là ít á. Mình đâu phải mình ăn mình đâu. Tiếp mình nhiều người dân lớn, người dân mấy chục tay, hai mấy chục tay. Mình là ít nhất. Thì dây này chỉ có lúa chín á. Lúa chín ta không có không ai làm gì được cái dây, chỉ có mình đặt sợi dây là được rồi. Còn lúa ha. Ờ còn lúa. Rồi cái đó chất quất luôn. Ồ, cá vô chứ cái nào có cá được ta. Rung. Rung. Ôi rồi. Rồi. Chơi mà cung. Chụp được nha. Vô bờ rồi. Đã. Dỡ mấy cái gì mới đã tay. Vô bờ rồi. Dỡ lên mày nghe sao sao á. Nghe cái xô. Mấy cái nhỏ quá nó cung luôn. Mấy cái đòn này. Đó. Ô nhiều không còn. Cám được bự nhỏ lớn. Nay đặt sợi dây thất thu các bạn ơi. Khai trương sợi dây mới luôn mà hai cái 40 mấy cái mà bằng bữa hổm mình đặt hai mấy cái. Ừ. Nhiều nay có cái nhiều ha. Có cái là 2 con luôn. Cái này rồi. Đây. Nhảy xô 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 vậy. 2 4 6 7 con. Cá bự bị dân lưới bắt hết mấy cái nữa hết rồi các bạn. Bữa nay tính ra là thất thu 4 mấy cái sợi dây. Không chừng 2 kg cá. Đó. Đó. Rồi. Cái này cá chậm con à. Trên chục cái này trên chục. 92 ha quá. Đó cái nào cũng như cái đó. To cái này kia luôn. Rồi còn cái nữa hết rồi ngoài. Đây thất thu. Bây giờ mình đi dọ cái khu nào đêm đêm mà mình đặt. Thấy khu này quá trời ngon luôn mà. Cái bị bắt nhiều quá. Lưới dằn ngày dằn đêm. Tập trung tại người ta biết khu này cá nhiều năm nào cũng vậy. Chủng. Đó. Năm em. Sột sột sột. Vô cũng mấy bờ quậy quá vô bờ. Quậy quá vô mấy bờ. Rồi cái cuối. Trên. 2 kg nha các bạn. Ở đó. Quá thắt, thấy không? Thắt. Đâu hỏi mình hành mấy cái mà gần 3 kg luôn. Cái mang sao luôn. Đây.
lớn nhỏ có, lộn xộn. Nguyên cái khu này mình đặt dài cho tới trong bờ đó, dòng chảy ra luôn. Tại nguyên cái khu này hồi nãy mười mấy cái, dính có mấy con cá. Này, giờ mấy anh em chạy về các bạn ơi. Này được khoảng chừng 2 ký ở ngoài. Tính thôi là bị thất nha các bạn. 40 mấy cái sợi dây mà đặt có 2 ký mấy là quá thất rồi. Tính đầu mấy cái đầu tiên tính đầu đi bụi luôn rồi đó chứ. Mấy anh em về. Chuyến sau mình có đặt mình đi dọ địa điểm nha các bạn. Rồi, mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Đổ cá ra. Mình bảo hôm này. Nay không được khả quan mấy. Đem mấy cái lớn nè. Cái nhỏ mình thả. Nên cái lớn này là chừa lại ăn. Cái nhỏ mình đổ xuống bùn đi. Con nào ngấm thì ếch nó lụm. Kiếm mới có mồi mình đi đặt thêm một ký lọc ếch nữa. Dùng dồn bán chưa? Để rộng hoài mồi đâu cho nó nổi. Bỏ nó dị hoài nó ốm. Ốm à? Ốm. Cho nó ớt. Rồi chờ lại như đây đặng kho ăn nha các bạn. Cá tháng này cá non. Ngon. Còn phía ngoài này thả vô mùng nữa các bạn. Thả vô đó nó ăn còn. Hay là mình thả vô hay là mình chừa lại để đi đặt lợp ta. Để vô cái này đi. À. Khi nào đặt rồi mang lên ha. Mang lên. Chiều đi ăn lưới đang lấy cái mồi đặt. Chứ cho nó có mồi chở ta nha. Chở mình chở. Cá chục với lô ớt dưới này các bạn ơi. Cá này vô như mấy cái mỏ nó ăn được không? Được. Mấy cái chết đổ vô luôn nó dễ ăn ha. Mai đi đặt lợp nữa các bạn ơi, kiếm cho đủ số ếch đồng bán. Rồi cá nhỏ thì mình thả vô mùng các bạn, còn cá lớn thì còn được nhiêu đây, mấy anh em chừa lại chiều kho núm ăn nha các bạn. Cá rô kho núm. Thì bữa thành quả hôm nay của mấy anh em thì đặt sợi dây được khoảng 2 ký mấy cá nha các bạn. Vô trong lụm trong lụm. Nay tính là thắt ha. Thắt này cũng ra gì dùng khác đặt mới được. Dùng mình bị nát quá nát. Lưới rồi lắp. Lưới xẹp. Làm hoài. À, thôi thì chắc mấy anh em cũng xin kết thúc video ở đây. Chuyến đi đặt sợi dây của mấy anh em. Giờ xin chào các bạn. Chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rộng lại đi, chúc là làm kho. Chúc làm kho ăn cơm. Có núm thì ngang không?